Thưa quý vị và các bạn, đổi mới và hướng công tác hội về cơ sở đang là nội dung chính trong hoạt động của Hội người cao tuổi các cấp tỉnh Vĩnh Phúc. Qua đây nhằm nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, xây dựng hội vững mạnh, toàn diện để xứng đáng với vị thế tuổi cao gương sáng. Trong chuyên mục tuổi cao gương sáng kỳ này, chúng tôi có phóng sự đổi mới công tác hội cơ sở, mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hiện nay toàn tỉnh có trên 130.700 người cao tuổi đang sinh hoạt tại 137 hội xã phường thị trấn. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội người cao tuổi cơ sở, ngay từ đầu năm, ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh đã triển khai đến ban đại diện người cao tuổi các huyện, thành thị tổ chức cho các hội cơ sở ký giao ước thi đua. Bên cạnh đó, hội người cao tuổi các xã phường thị trấn cũng đã tổ chức cho hội viên đăng ký thi đua thực hiện các phong trào tuổi cao gương sáng. Từ thực tiễn hoạt động thì chúng tôi khẳng định hoạt động hội người cao tuổi các cấp thời gian vừa qua, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, có rất nhiều đổi mới. Mà cái đặc biệt nhất là hoạt động công tác hội đã hướng mạnh về cơ sở, đến hội viên, chăm lo việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên người cao tuổi, nhất là trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, những chính sách cụ thể đối với người cao tuổi. Hoạt động người cao tuổi là đã đi sâu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn kết người cao tuổi, phát huy tốt cái vai trò người cao tuổi, huy động được tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ hội người cao tuổi ở cơ sở, tâm huyết, nhiệt tình, có năng lực, có điều kiện hoạt động gắn bó với phong trào, gắn bó với cơ sở và hết lòng chăm lo cái đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Đặc biệt trong lĩnh vực phát huy vai trò người cao tuổi trên các lĩnh vực đời sống xã hội, phải nói là phong trào thi đua nước tuổi cao gương sáng trong người cao tuổi Vĩnh Phúc có sức lan tỏa hết sức sâu rộng, được cấp ủy chính quyền đặc biệt quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện khuyến khích tổ chức hội và người cao tuổi tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực xã hội địa phương. Trong hoạt động hội người cao tuổi các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Hai hoạt động này được thực hiện nhằm giúp cho người cao tuổi có điều kiện sống vui, sống khỏe, sống có ích. Với truyền thống kính lão trọng tuổi, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt tới người cao tuổi. Sự quan tâm này đã động viên về tinh thần và vật chất để giúp các cụ sống vui, sống khỏe. Các chương trình như trợ cấp người cao tuổi khó khăn từ 80 tuổi trở lên, chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và chương trình thăm hỏi tặng quà người cao tuổi có công luôn được các địa phương và các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh nghiêm túc triển khai. Những chương trình này đã nhận được sự đồng thuận thực hiện của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Trong thời gian qua, hội người cao tuổi các cấp đã đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi. Các cấp hội đã kêu gọi tài trợ và giúp đỡ của cộng đồng trong công tác huy động các nguồn lực để khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, nhất là những người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2014, Ban đại diện Hội người cao tuổi và các cơ sở hội đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy chính quyền và các ban ngành liên quan, tổ chức chúc thọ và thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho trên 13.768 cụ với tổng số tiền quà 5,8 tỷ đồng. Thăm hỏi tặng quà 918 người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa với tổng số tiền 275 triệu đồng. Phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp, thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo và gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi cũng được các cấp hội thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. 6 tháng đầu năm 2015, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế DND triển khai thực hiện chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi, đã khám tư vấn cấp thuốc miễn phí cho 12.000 người cao tuổi ở 40 xã phường thị trấn với số tiền trên 120 triệu đồng. Hỗ trợ một phần cho bệnh nhân thay thủy tinh thể nhân tạo cho hàng trăm người cao tuổi trị giá trên 200 triệu đồng. Trong quá trình đổi mới hoạt động công tác hội đã xuất hiện nhiều hội điển hình có thành tích xuất sắc. Từ đây đã khuyến khích và nhân rộng những điển hình tiên tiến để người cao tuổi các địa phương khác trong tỉnh có điều kiện học tập và làm theo. Một trong những hội làm tốt công tác hội ở cơ sở phải kể đến Ban đại diện người cao tuổi huyện Tam Dương. Thực hiện cái chương trình công tác năm của Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, thì Ban đại diện Hội người cao tuổi của huyện Tam Dương đã tổ chức triển khai trên cái địa bàn chung của huyện
Thì việc đầu tiên là phải làm tốt cái công tác tham mưu cho cấp ủy đảng cũng như chính quyền của huyện về cái công tác chỉ đạo đối với hội người cao tuổi của các xã thị trấn trên địa bàn. Nhìn chung là đối với phát triển hội viên cũng như là cái công tác tổ chức hội thì chúng tôi coi trọng thứ nhất là cái công tác tổ chức cán bộ của hội trước, củng cố thường xuyên củng cố kiện toàn. Từ cấp huyện thì đã tổ chức kiện toàn cái ban đại diện người cao tuổi đầy đủ theo quy định, và cái hội ở cơ sở và các chi hội thì nhìn chung là các xã thị trấn là có cái hoạt động tốt, số hội viên tham gia vào hội là hàng năm là đều đạt được cái chỉ tiêu, và đây đánh giá là một cái hội cũng thu hút cái hội viên rất tốt. Xã Đậu Tú, huyện Tầm Dương trong những năm gần đây nhờ biết triển khai tốt các tiềm năng lợi thế, đặc biệt là khai thác tốt yếu tố con người nên diện mạo kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Có được kết quả này là nhờ một phần đóng góp của các tổ chức đoàn thể, trong đó có hội người cao tuổi của xã. Cái phong trào của hội người cao tuổi xã Âu Tú là luôn phát huy được cái vai trò tuổi cao gương sáng, và đặc biệt là cái phát triển hội viên, đảm bảo cái số lượng cũng như là chất lượng. Trong đó nhất là trong cái phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, văn hóa văn nghệ và phong trào xây dựng nông thôn mới, động viên gia đình con cháu và nhân dân chấp hành tốt các cái chủ trương sách của Đảng nhà nước. Đặc biệt là 19 tiêu chí mà được tỉnh giao cho xã Đậu Tú làm điểm thì đã hoàn thành tốt cái 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó hội người cao tuổi thì cũng nhiều hội viên đã hiến đất, hiến công để làm đường giao thông mới. Đấy. Mà ngoài ra thì còn vận động con cháu thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh những chính sách pháp luật là như là an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. Đó là những cái việc mà hội người cao tuổi triển khai thực hiện cái chủ trương, nghị quyết cũng như là các chính sách của Đảng nhà nước thì nhìn chung cũng đảm bảo tốt. Hiện nay hội người cao tuổi xã Đậu Tú có trên 1.300 hội viên đang sinh hoạt tại 12 chi hội trực thuộc, thực hiện khẩu hiệu tuổi cao gương sáng. Mỗi hội viên hội người cao tuổi xã đã tự ý thức được trách nhiệm nêu gương sáng bằng các việc làm thực tiễn ngay trong gia đình để con cháu học tập noi theo. Các chi hội trực thuộc hội người cao tuổi xã đã đề ra kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể trong từng lĩnh vực để thiết thực thi đua theo tinh thần tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động của mình, uy tín và tổ chức hội ngày càng được củng cố, nâng cao. Các hội viên hội người cao tuổi xã đã thực sự là cây cao bóng cả của địa phương. Các cụ đã đi đầu và dạy bảo con cháu cùng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào của địa phương như làm đường giao thông, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào khuyến học khuyến tài đều do hội viên hội người cao tuổi làm nòng cốt. Vai trò của người cao tuổi trên địa bàn xã Đậu Tú thì trong những năm qua thì được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban xã thì người cao tuổi đã làm tốt được cái vai trò của mình trên tất cả các lĩnh vực. Trong những năm vừa qua thì đối với người cao tuổi thì cũng đã làm được rất nhiều việc. Trong đó một là đã thực hiện tốt theo cái luật của người cao tuổi, thứ hai chấp hành tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, của địa phương trên tất cả các lĩnh vực của người cao tuổi. Thế đồng thời là trong những năm vừa qua thì cũng đã xây dựng được cái quy chế hoạt động của người cao tuổi từ ban chấp hành xã cho đến các chi hội các thôn. Thế đồng thời là đã chấp hành tốt các cái quy định, và đồng thời là cũng đã thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của người cao tuổi trong tất cả, đặc biệt là trong những dịp Tết Nguyên đán về vấn đề lễ, vấn đề mừng thọ cho người cao tuổi khi đến tuổi trong cái dịp Tết Nguyên đán đã tổ chức trang trọng, tiết kiệm theo đúng quy chế hương ước của thôn đã đề ra. Và hàng năm thì người cao tuổi đã quan tâm đến hội viên của mình, một là các cái hội viên mà khi đến tuổi được hưởng cái trợ cấp chính sách của tỉnh thì cũng đã làm tốt cái chính sách đó. Cái thứ hai là đã thành lập được cái câu lạc bộ dưỡng sinh, là đã đi vào hoạt động, là có lề lép. Cái thứ ba nữa là quan tâm đến hội cao tuổi khi ốm đau và khi hội viên qua đời, đồng thời là cũng xây dựng được cái quỹ chăm sóc của cao tuổi trên địa bàn.
Một trong những nội dung nổi bật của Hội Người Cao Tuổi xã Đậu Tú là hội đã tập trung thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội đã tổ chức quán triệt và đi đầu thực hiện chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và chỉ thị 03 của tỉnh ủy trong quy định thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc tang, việc cưới, lễ hội mừng thọ. Tổng kết hàng năm, Hội Người Cao Tuổi xã có gần 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các phong trào xây dựng nhà văn hóa, xây dựng quỹ khuyến học, xây dựng đường giao thông đều được các hội viên gương mẫu thực hiện. Nhiều gia đình hội viên Hội Người Cao Tuổi xã đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình hiếu học tiêu biểu. Mặc dù tuổi cao, song nhiều cụ luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, về tinh thần say mê học tập và ý thức công dân. Người cao tuổi xã Đậu Tú còn nêu gương sáng trong phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, đồng thời vận động con cháu và cộng đồng dân cư thi đua học tập tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Đặc biệt, phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo đã được các hội viên tham gia hưởng ứng tích cực, dạy bảo con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Vì vậy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, các tệ nạn xã hội và hủ tục trong đời sống dần được loại bỏ. Với kinh nghiệm sống đã được kiểm nghiệm qua thực tế, người cao tuổi của xã ngày càng khẳng định và phát huy vai trò to lớn trong quá trình xây dựng quê hương. Chúng tôi là chi hội người cao tuổi ở thôn cũng đã hết sức kết hợp với ban ngành đoàn thể chi bộ là động viên con cháu sống thực hiện theo pháp luật của nhà nước cũng như cái phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Đậu Tú. Thì bản thân là một chi hội trưởng cũng như là trong gia đình tôi luôn luôn vận động con cháu đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với thôn. Đồng thời gia đình năm 2013 cũng đã giúp cho thôn được coi là 4.500 khối đất kể cả công vận chuyển, và bản thân gia đình đã nhận cái công trình 600 mét đường giao thông nội đồng và xây cho thôn được một cái cống trị giá 300 triệu. Để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, Ban chấp hành hội thường xuyên tổ chức vận động đóng góp xây dựng quỹ hội. Nguồn quỹ này được sử dụng để thăm hỏi động viên mỗi lúc ốm đau, hiếu hỉ. Đồng thời, Ban chấp hành hội chủ động rà soát, lập hồ sơ những hội viên đủ tuổi, đề xuất cho hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước theo quy định. Bên cạnh đó, Hội Người Cao Tuổi xã thành lập các câu lạc bộ sống khỏe, sống vui, sống có ích, tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giúp các cụ nâng cao thể chất, tinh thần. Diện mạo bức tranh kinh tế xã hội của xã Đậu Tú đã và đang từng ngày thay đổi. Trong đó xuất hiện ngày một nhiều mô hình kinh tế của hội viên người cao tuổi cho thu nhập cao. Tổng kết năm 2014, có gần 30% gia đình hội viên người cao tuổi có thu nhập 50 đến 100 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5% so với năm 2013. Nhận thức được vai trò tầm quan trọng của thế hệ cây cao bóng cả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, các cấp ủy đảng chính quyền địa phương xã Đậu Tú đã thường xuyên quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên tất cả các lĩnh vực. Những hoạt động tích cực hiệu quả, thiết thực của Hội Người Cao Tuổi đã góp phần khẳng định vai trò tuổi cao gương sáng của người cao tuổi trong toàn tỉnh. Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, cộng với sự nỗ lực của các cấp hội, tin rằng Hội Người Cao Tuổi cơ sở trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò và luôn xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân. Chuyên mục tuổi cao gương sáng kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.